Thưa quý vị, trong những ngày Đà Nẵng kéo dài thời gian thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt về phòng chống dịch COVID-19 với yêu cầu ai ở đâu thì ở đó, một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, đó là việc đảm bảo cung ứng lương thực thực phẩm thiết yếu. Cùng với các chuỗi cung ứng siêu thị để tăng nguồn cung cho người dân, các địa phương, đơn vị đã tổ chức hàng loạt điểm bán hàng lưu động cũng như chủ động tìm kiếm, phân phối nguồn thực phẩm tươi sống. Để chủ động triển khai có hiệu quả việc cung ứng lương thực thực phẩm, nhất là nguồn cung thịt heo đang thiếu hụt trên địa bàn, Quận ủy Liên Chiểu đã chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên quận phối hợp các đơn vị bộ đội tiến hành mổ 20 con heo. Số lượng thành phẩm được phân loại và chuyển đến các điểm bán hàng lưu động theo đơn đặt hàng của người dân thông qua tổ dân phố và phường với giá tốt nhất. Cung cấp cái nguồn thực phẩm từ cái lò mổ để mà ra, chúng tôi chia nhỏ các cái nguồn thịt tươi sống để mà đưa về cho đến khu dân cư một cách nhanh nhất để mà đáp ứng cái cuộc sống cho người dân trong thời gian thành phố giãn cách. Đây là việc làm thiết thực và hiệu quả trong bối cảnh nhu cầu về thực phẩm, nhất là thịt tươi sống của người dân tăng cao trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội. Trước đó, quận Liên Chiểu cũng đã triển khai thí điểm 5 điểm bán hàng lưu động tại các phường, cung ứng các mặt hàng rau củ quả và hàng tươi sống như thịt, cá, tôm với mức giá bình ổn và đảm bảo tiêu chí về an toàn vệ sinh thực phẩm. Các kênh cung ứng thực phẩm này phân phối các mặt hàng đến tay người dân thông qua các tổ trưởng tổ dân phố, ban điều hành khu dân cư. Sau khi nhận được cái hàng này thì Ủy ban nhân dân phường tiến hành gọi tất cả các khu vực, các tổ Covid cộng đồng, tổ hậu cần đã đặt đơn ngày trước đó để giao lại cho các chuyển đến cho các hộ dân trên địa bàn phường. Cùng với việc khôi phục lại một số chợ truyền thống được cho phép của Sở Công Thương, việc chủ động đa dạng các kênh cung ứng thực phẩm tại chỗ cũng sẽ giúp người dân tiếp cận được với nhiều nguồn hàng hóa hơn. Hiện Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu cũng đã chỉ đạo cho các phường ra soát thiết lập thêm các điểm bán hàng lưu động nhằm đáp ứng nhu cầu về lương thực thực phẩm trong dân.